Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Trước khi vào nội dung chính của cái video này thì quý vị hãy dành vài giây để bấm vào nút đăng ký và nút chuông để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé. Thì giới thiệu với quý vị là tôi đang đứng ở đây là địa phận xã Láng Dài thuộc huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, tức là quê hương của chị Võ Thị Sáu đấy. Thì cái con đường này là con đường nhựa, chạy thẳng đây là ra quốc lộ 55. Dạ, quốc lộ 55. Thì đất ở đây thì rất là tươi tốt rồi, khỏi phải nói. Đất của mình là ranh giới đây, hiện tại là đang trồng khoai mì. Dạ. Cái mặt đường nhựa này của nó là lên tới khoảng cỡ 110 mét ngang luôn. Đấy nên là cái chiều dài rất là dài, rất là đẹp, tuyệt vời. Chiều sâu của nó thì ngắn thôi, chiều sâu của nó chỉ khoảng hơn 30 mét, 40 mét đổ lại thôi, hơn 30 mét. Đấy, và giá đang chào bán cho lô đất lần này là 4 tỷ 1. Từ đây mà ra quốc lộ 55 khoảng 2 cây. Chưa tới 2 cây mà cỡ chừng tư á. Hơn 1 cây số, rất là gần. Chỉ ra đi quốc lộ 55, hướng này cũng ra quốc lộ 55 được. Chạy thẳng đây là ra đến chợ Láng Dài luôn á. Còn rẽ tay trái là đi về xã Long Tân, huyện Đất Đỏ. Ở đây cái lô đất này nó lại ngay ngã ba, mặt tiền thì dài, tuyệt vời. Nó kiểu như hình tam giác ấy quý vị. Hình tam giác. Cái chỗ này ở đầu này thì nó bo lại. Nó bo lại. Gần được hai mặt tiền ấy, nhưng mà tại cái chỗ phía đầu này nó chóp rồi. Ngay ngã ba luôn, rẽ tay phải là đi về chợ Láng Dài, cách chợ Láng Dài là khoảng cây tư, đấy, tức là chưa quốc lộ 55 đấy. Còn đâu này, đây là rẽ về xã Long Tân, đấy, đường nhựa, có vạch sơn ở giữa đường luôn quý vị nhá. Ý tôi muốn nói là nếu như những đường nào mà có vạch sơn này thì là những cái con đường gọi là tương đối to, nó mới phải vạch sơn để còn ngăn ranh giới giữa hai chiều đi và chiều ngược lại. Đấy. Thì phải đường to thì người ta mới vạch sơn để đảm bảo an toàn trong việc đi lại, đúng không? Đấy. Đường xe tải. Đấy thì sơ bộ cho quý vị biết một lô đất kéo dài rất là dài ở đây. Vị trí cực kỳ đẹp luôn. Giá chào bán là 4 tỷ 1 quý vị nhé, cho 4 sào, tức là 4.000 mét vuông. Thì quý vị nào quan tâm thì cứ alo cho chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp và được phục vụ quý khách. Và nếu như mà quý vị thấy cái thông tin này nó hữu ích với bạn bè, người thân của mình, thì quý vị có thể là chia sẻ những thông tin này cho người thân, bạn bè mình để làm sao mua được những cái lô đất đẹp và ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại.